bên triều vạn lịch dị thập dị niên. Các chư hầu ở Phù Tang khởi nghĩa tranh đoạt bá quyền. Thiên Chúa phong thần Tú Cát lực áp quân hùng, thống nhất thiên hạ. Một số võ sĩ phiên thuộc chiến bại, không chịu khuất phục, rời khỏi quê hương, tập hợp gian dùng duyên hải miền Nam Trung Quốc, lập thành thế lực hải tặc. Một mặt chờ đợi phục quốc, một mặt cấu kết với quyền gian địa phương, đối lập lại triều đình, có ý đồ chuyển ngược càn khôn. Bổn quan là trưởng quản đông sưởng của triều đình. Những sấm móng mà người Phù Tang cướp đoạt là do triều đình mua của Hoài Lang. Nếu mà chịu trả lại đủ số, có thể xét tha. Nếu không, sẽ bị tru di cửu tộc. Tất cả đều rụng đâu. Tuân lệnh. Tôi thừa lệnh tổng quản đại nhân. Ra lệnh cho các người, hãy mau lập tức trao trả sấm móng cho triều đình, thì sẽ được miễn tội chết. Nếu không, thì sẽ bị chém đầu. Đại nhân nói xong chưa? Bị dịp nói với tài gì à? Kiếm khí! Đây là dùng súng quả làm đối phó với các người! Ai đã bắn tín hiệu? Hả? Thuyền đại pháo quả đạn của ta? Hồng Mông Đất! Ai đó? Đông Phương Bất Bại! Đông Phương Bất Bại! Đông Phương giáo chủ! Thiên quân có cho tín hiệu. Diên phi Nhật Nguyệt, ta phái ngươi đi đàm phán với quan huynh. Nếu chịu theo ta sẽ được trọng thưởng. Còn lại, giáo chủ, đừng để sót thứ nào. Nhận lệnh. Diên phi Nhật Nguyệt, xem quan tao trước. Anh thường tới ngựa uống rượu, sớm muộn sẽ có ngày đụng đầu vô núi đó. Em lo phần em đi, qua hai đời núi này là tới rồi. Trước hai đời núi này nãy anh cũng nói như vậy. Qua xong hai đời này biết đâu còn nói sẽ còn hai đời núi nữa. Núi nhiều đâu mong mới tới anh chứ, thấy núi thì qua núi thôi, có bao nhiêu qua bấy nhiêu. Hey! Thảo Thường Phi, ai cao đường sẽ chết. Kiếm khí. Hey! Em à, đến ra dùng kinh công đi. Sư huynh, bình tĩnh, đừng có sợ. Sư
Quỷ, bắn ra, mau đủ cao lương. Làm đổ bầu rượu của tôi bỏ đi không giải thích tiếng nào sao hả? Phục bộ thiên quân, Dương Phi Dực Huyệt, các ngươi đi đàm phán đi, để ta đối phó nó. Dạ. Võ nghệ ta phi phàm, dám gây sự với ta, không sợ chết. Ta cần chết cũng lại bầu rượu mà, vậy rượu với mạng nào quan trọng hơn? Thì ra tên lưu linh, tha cho ngươi. Nói cái buổi nhất không rồi, biết gì khỏi nói cho mỗi miệng. Quynh thiệt là tệ, anh nhìn một bầu rượu mà khẩn trương vậy, còn em thì sao? Ê, em biết kinh công mà, còn rượu đâu có biết chứ, vậy cũng giận. Con ngựa của em. Thiên Lý Truy, Thiên Lý Truy, Thiên Lý Truy. Ngựa ơi ngựa, mày chết thì thảm quá, cả kiếp này ngươi chịu cực khổ. Đến sau cùng, ngươi là người tốt, khi còn bị chết như vậy, bị người ta xả đôi. Ta biết trước trong giang hồ, làm người rất khó, nhưng thật không ngờ làm ngựa cũng không có dễ. Ngựa ơi, kiếp sau đầu thai nhớ đừng có làm ngựa nữa, nhưng mà làm người thì thảm hơn đó. Em biết vậy. Có lẽ ngày nào đó, ta cũng như mê vậy. Không phải, có lẽ chết thê thảm hơn. Chứ không có ai chịu thâu sát ta. Đủ rồi, vì có lẽ thì không có lẽ, mà không có lẽ thì đừng có nói ra nữa. Ây chà, lệ quên rồi, cái bầu rượu đổ hết trơn. Vậy là tối nay lấy cái gì mà ngủ đây? Làm sao mà ngủ được chứ? Ngủ cái đầu của anh. Nói thử thế một chút đi. Con ngựa làm bạn với mình lâu năm rồi, anh khóc với tôi chút có được không? Bộ em có tình nghĩa chứ nói vậy sao? Mấy bữa trước nó làm em té xong đó, em lập tức đem nó ra chợ để bán mà. Cũng may là không có ai mua. Em với con ngựa đó quên rồi anh còn nhắc nữa. Không có lòng trắc ẩn gì hết. Anh hiểu rồi. Người uống rượu, ngựa ăn cỏ. Nè, anh lập tức chịu tội nha. Đốt cỏ cho nó ăn. Đừng phá ngựa của em. Anh thiệt tình mà. Ngựa không ăn cỏ không lẽ nó uống rượu hay sao? Bộ tưởng nó là anh hả? Nè, lấy cái thứ cỏ khô này đốt đi. Hả? Nó nhận được ngay mà. Ê ngựa ơi, ăn cỏ đi. Ê, tôi quên nè, nó phá em nữa. Em bé. Không nói chuyện với anh, nói bậy hoài. Vậy nói thiệt nha. Tụi mình với bọn sư huynh đệ chia tay cả năm rồi, mỗi người một nơi để tìm chỗ ẩn náu. Không biết bọn họ bây giờ thế nào nữa. Cũng may là tụi mình tìm được Ngưu Bối Sơn, cả đám bây giờ có thể chính thức rời khỏi giang hồ rồi. Phong đao sườn kiếm hòn từng bước, chỉ thang giang hồ kỹ nhân hồi. Trong giang hồ quá hiểm ác, chúng ta lui ra không bao giờ trở lại nữa. Giang hồ kỹ nhân hồi. Em à, tối nay đại cho em ngủ nha. Nè, em ngủ mau đi, sáng mai còn phải đến khu người miêu đi họp với bọn huynh đệ đó. Không biết bây giờ các sư huynh ngủ chưa. Sao anh đằng đi đằng lại chỉ có bài này thôi vậy? Thì phải, tiếng ngợi giang hồ mà. Có phải anh lại nhớ cái cô gái nhiều đó hay không? Sao em biết? Không chịu uống thì lại nhớ gái. Anh cứ mê đắm như vậy làm sao rời khỏi giang hồ? Sư huynh à, em thấy anh đã chịu đựng nhiều rồi đó. Rời giang hồ thôi đâu phải làm hòa thượng chứ, cần gì phải cử rượu cử gái. Thong thả nhất sinh tiêu, thâu thâu lặng còn tiêu, bầu trầm trôi lãng. Thank you.
qua đồi núi, chỉ có nghe tiếng côn trùng kêu, không có nghe tiếng vó ngựa. Có lẽ bọn Linh Hồn Xung tối nay sẽ không đến. Lâm Phụng Hoàng. Đường chủ, tôi hiểu, tôi xin tiếp tục. Hiểu thì tốt. Chờ hết một năm, tụi bay ngày nào cũng đang bắn này, đang đến nỗi ta nhức đầu luôn. Ngày mai này Linh Hồn Xung tới, ta sẽ kêu anh ta đàn cho tụi bay nhức đầu luôn. Cười đi. Dù đường chủ có lợi hại tới đâu cũng vô dụng, tại vì thủy chung với đường chủ vẫn chỉ là phụ nữ. Người nói cái gì? Ờ, đường chủ à, tôi có nghe thấy tiếng vó ngựa, hình như là có người cưỡi ngựa tới. Lên đây. Thôi ngươi. Đường chủ, ta phạm ngươi 3 ngày không được nói chuyện. Nếu như người nói, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Ờ, uống đi. Ngươi không phải thích rượu lắm sao? Ta biết khi mà ngươi quá chén sẽ nói bậy bạ, vậy ta sẽ cắt lưỡi của ngươi để mà ngâm rượu. À, ta sẽ không uống đi. Le lưỡi ra coi. Để vào trong tỉnh rượu, sớm muộn cũng sẽ bị cắt thôi. Bây giờ hãy làm cho quen đi. Ai kêu rút lưỡi ra đó? Mau để vào trong tỉnh đi. Nói sao thì cũng bị cắt lưỡi, có chết thì chết. Đường chủ xin hãy nói với Lệnh Hồ Xung, nói là đường chủ rất thích anh ta, và khi anh ta bên cạnh đường chủ thì đường chủ không có buồn và không uống rượu nữa. Tôi nói hết rồi. Hắn muốn rời khỏi giang hồ, nhưng mà ta thì còn ở lại. Hắn có thể đi, nhưng mà ta không đi được. Gần đây Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xảy ra rất nhiều chuyện, cha ta lại mất tích, còn ta là đường chủ, làm sao mà theo hắn được. Có sát khí. Đường chủ, thông báo mọi người phải đề phòng. Tính thời gian bị lên cốc nha. Chuẩn bị. Dạ. Vô đây thì chết. Tấn công. Tăng khí. Tăng ra. Dạ. Những giấc của ta. Cho hồi mã.
ngươi là ai? Trợ giá tập kích người mình của chúng ta. Nói mau. Mau nói ra. Gọi đi. Tiền công tử. Điều chủ. Là thần quận. Điều chủ, chạy bên đây. Cũng mà là người dễ nhìn. Quỷ lưng tiễn. Thì đó là những của Nhậm Dinh Dinh. Chắc là có chuyện. Chị nhờ coi đi. Được, em đi bên này. Ai đó? Thì ra em hả? Ê, đã nói chị nhờ dọa thám mà. Còn theo làm gì nữa? Đi bên kia đi. Chút xíu là giết nhau rồi. Em muốn làm mẫu cho anh xem. Chỗ này rộng như vậy, không có liên lạc thì dễ hại lầm nhau. Theo ý của em là phải có một ám hiệu. Nếu như cái gì xảy ra, đôi bên sẽ tiếp ứng nhau. À, ám hiệu hả? Nếu mà có cái gì thì em cứ gọi to tên của mình đi. Hiểu chưa? Thật đơn giản. Làm như lão luyện giang hồ. Đi. Đã nói phải gọi tên mình mà. Sao là ẩu quá vậy? Em gấp quá quên tên nguyên họ luôn. Vậy em là cái gì? Nơi đó có rất nhiều tử thi. Tử thi? Kiếm đâu? Cảm ơn một con ngựa không có đem theo. Không phải rời khỏi giang hồ sao? Được rồi thưa anh. Tử thi ngủ ngang lần trước. Thì không ai. Bên ngoài đã như vậy, chắc là bên trong không xong rồi. Bờ cạp. Mập như vậy hả? Ngâm rượu chắc là ngon lắm. Uống không chết cũng sai 3 ngày. Em bé à, có phần em đó. Nè, vô trong. Có bóng đầu kiếm, ở dưới có người mai phục. Cầm lấy phòng thân. Nè, không có ám hiệu của anh em đừng có xuống dưới nha. Còn chạy đâu? Kiểm soát qua sớm, tôi chừng đó. Lâm Huy Đại Hải, nhận chuyện đó thôi. Qua sớm kiếm pháp, đúng không? Ai đó, ai đó? Lên Hồ Xuân đi. Lên Hồ Xuân, ám hiệu. Phi tinh Trung Nguyễn. Quê, khoan đã. Trung. Thừa thắng truy kích. Là người của mình đó. Ê, hey, sao mà em lôi thôi quá vậy? Họ là huynh đệ của mình mà. Cũng may là chiêu phi tinh trung nguyệt của em không có dùng được. Bằng không là chết hết rồi. Lục đại hữu, Lương Pháp, Lao Đức Nhã, các huynh đó hả? Ây da, không gặp nhau cả năm gặp tới chạm trán. Giang hồ đồng nào gặp nhau phải ra mắt mà. Ê bé, năm rồi là cái gì vậy? Mà sao mà câu lớn quá ha? Ê, bây giờ cái quần của mình á, mặt cũng không vừa đó nha. Ê, cao quá đủ lúc nhà đâu. Ê, cao lên. Còn tôi nữa, chưa đánh nè. Tôi thấy đánh nữa hả? Nè, Lục Đại Hữu, khi bọn đệ đến đây đã như vậy rồi sao? Đúng rồi, lửa trong lò còn chưa tắt. Tôi nghĩ sẽ ra trước trời sáng đó. Chuyện gì Nhậm Dinh Dinh vậy, có con người mưu đâu? Không có thấy thi thể, có lẽ bị bắt đi rồi.
Sư huynh, gọi con khí nè. Không giống là binh khí Trung Nguyên. Cái này cũng không giống đao, cũng không ra kiếm. Sư huynh à, 50 dặm phía đông của doanh trại người Phù Tan. Chết là nghĩa của nó. Cái đàn có Nhật Nguyệt thần giáo. Nhậm cô nương có phải bị tụi nó bắt về trại Phù Tan không? Đó là ân oán giữa Nhậm Nguyệt thần giáo và bọn Phù Tan. Chúng ta vào sẽ bị thiền phức đó. Nhậm cô nương là bạn của chúng tôi mà thấy chết không cứu sao? Giang hồ hiểm ác làm sao mà giải quyết? Được rồi, giải quyết cái bụng trước đi. Trong khu này chắc có nhiều thú rừng lắm. Đốt lửa nấu cơm đi, tụi mình đấu nhó chứ. Được. Em bé, có thấy nó không? Chắc là đi cầu tiêu. Không phải là như Trinh ghét. Tối nay cứ kêu mình là em bé, tức là không phải con gái. Bộ làm con gái khó lắm sao? Thì chỉ cần hai cục này thôi. Kêu nó xuống đi. Kêu nó đi. Em bé, xuống đây nấu cơm nè. Em bé à, tụi anh đang chờ đó. Tới ngay. Đột nhiên nhiệt tình vậy sao, chắc là không có lợi cho mình rồi. Gắn dính như vậy, đừng có rớt xuống nhờ. Ê, thấy em bé không? Bị ma che mắt. Hả? Bỏ người ta. Ây da, cái chân của tôi, ây da. Không gặp nhau một năm, sao các anh gì đi hết vậy? Có phải gặp tà mai không? Nguy rồi, em bé bây giờ có tới ba cái đầu lận. Nguy rồi, cô ta đến tuổi mận mận đào tơ, rửa tới cổ là bị bám dính đó. Kêu tôi xuống làm gì? Ngó tôi nói đi. Tôi quên rồi. Kỳ khôi. Bây giờ không giống nam ra nữa, chắc hồi trước là thường mặc quần của mình. Thiệt là tội nghiệp. Bỏ cái bộ vô. Anh cũng thường mặc quần cổ mà, sao không thấy anh biến thành ba đầu? Chuyện hồi xưa mà còn nhắc. Cay quá hả? Thiệt là thơm. Ý, cái gì vậy? Hả? Có phải là ở bột người mèo không? Ê, gì vậy? Là bột son. Bây giờ chỉ còn chút. Ủa? Bột son đâu? Ê, bột bé đây đó. Cô ta biết được mình cũng có điên á. Hả? Rớt ở đâu? Màu sắc cũng như nhau thôi mà. Lấy ớt bột thay thế gì hả? Ý? Cái gì? Có chuyện gì? Hả? Đâu có gì? Bị ma che mắt, vậy mà cũng không thấy. Chuyện gì? Không có gì. Còn các anh? Đâu có gì. Thật không có gì hả? Không thấy gì lạ sao? Đâu có. Cả đám gì gặp phải tà gì? Nè, có phải tụi nó đi sang đến làng khác, tới giờ còn chưa về? Chỉ được một con thỏ như một con gà rừng. Hả? Có đồng tình kìa. Để ta coi. Bọn hư tử chạy. Báo cáo thiên hồ đại nhân, đằng trước có một giả điếm. Sư huynh! Chuyện gì? Ở ngoài có đại đội phiêu tử. Đối phó thế nào? Cần gì phải sợ, tụi mình đâu phải là phạm pháp. Nè, những thi thể bên ngoài làm sao nói đi. Trời Đức, có đề nghị gì? Không biết. Lục bà, em nói đi. Lục bà, anh trao rồi. Cô đã sợ tôi nói không ra kìa. Nguy rồi. Báo cáo, kẻ địch tới gần, quyết định mau. Bọn phiêu tử dũng lẫn công, nhất định sẽ hại mình. Hay là mình còn lại đánh nó? Đánh cái đầu đệ. Ê, nè, các người làm gì vậy? Mình rút khỏi giang hồ rồi mà, sao còn sát khí quá vậy? Dọn dẹp đồ đạc trước cửa sau đi. Em biết rồi, hãy đem theo rượu. Còn không đi lấy. Chú Vinh à, đi còn nồi canh. Lấy cả nồi đi. Ê, thằng Phát đâu? Đang tắm. Nè, vậy tính sao hả? Anh ta tắm cả giờ rồi, để tôi đi kêu. Đây. Thiên hộ đại nhân, trên trong nhà có thấy khói, có lẽ là có người. Xin đại nhân định đoạt. Anh Phát à, tụi mình bị bao dây rồi. Mau chạy đi, mau lên. Ê, tôi chưa mặc quần mà. Sắp mất mạng rồi còn lo mặc quần. Bây giờ, họ vô tới rồi kìa, còn chờ anh Phát không? Ê, nằm xuống đất hết đi. Lẹ lên, nhanh lên. Thiên hồ đại nhân, bên ngoài có tiếng gió ngựa. Chắc là có người mai phục.
để lại hai người xem coi có ai chưa chết. Tuân lệnh. Còn lại tất cả ra ngoài. Dạ. Xem rồi, tất cả đều chết. Phải, chết hết rồi. Đi hết rồi, ngồi dậy đi. Nè, chuyện gì, chuyện gì đó. Bắt nói với chủ đại nhân. Ừ. Nè, em bé à, bây giờ anh phải ra coi con ngựa, sợ bọn nó bắt ngựa mình. Thì cái đầu cá này đều đủ mùi gì á. Đuổi theo. Dạ. Thông báo cho đội quả thương dưới núi chặn nó lại. Nó chạy về hướng đông. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Bọn lính muốn bắt ảnh, tụi mình đi tiếp tay. Ờ, đi lấy kiếm, đi lên, đi lên. Nè, 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 ai có thể cho tụi mình cái kiếm? Nè, nè, mở lên đi, nhanh lên, nhanh lên đi, nhanh lên. Có một cây đi. Cây kiếm này của tôi, mở còn được, mở kiếm cũng được đâu. Đừng có hạ chuyện, mới là cầm một lát. Đi. Chuyện gì? Anh chàng Lưu Linh chắc đang đi tìm cô Dâm Dâm. Đi mà. Thích rượu lại háo sắc. Sao kỳ lạ vậy? Thì kỳ lạ quá, đang nắng chang chang tại sao có mưa và sấm sét vậy? Ê chà, tối nữa hả? Được, chơi chung với nhau. Cô hả? Đổ đồ của tôi xuống biển cho cá sao? Hả? Rượu ngon. Rượu ngon rượu cay, quả là rượu quý mà. Rượu ngon. Rượu ngon thì phải có người biết uống chứ. Chúng ta là người biết uống rượu mà. Nè, tôi là Lệnh Hồ Xuân. Cô nương tên họ là gì? Tiễn, cô nương. Không có tiền nói hả? Tôi đặt danh tánh cho cô nha. Hay gọi cô là... Ý cô nương à, cô nương. Ý cô nương à, nói với con đi mà. Anh bạn, anh ở đây rượu vào lời ra. Anh và Phạm Di phát cấp của ta. Mau lần này nói cho ta biết đi. Biết đâu ta sẽ tha mạng chết cho. Người biết quy lý thiền âm trong giang hồ không được mấy người cả. À phải, cô nương à, Viên Thắng là ai không vậy? Thắng đối phó với tôi đó, không mất mấy cô đâu. Cô hãy chờ tôi trở lại đặt biệt hiệu cho cô nha.
Tiền mối, ta đây. Nè, ta không biết thiên lý trường âm đâu. Có nghe ta nói không? Có nghe không? Một, hai, ba. Chắc là lộn hướng gió rồi, cho nên không nghe được thiên lý trường âm của hắn. Cô Nương à, cô Nương. Chắc cô lén ra tắm chứ gì. Mi theo tao bao năm rồi, hôm nay coi lại người xấu xí thiệt. Nhưng mà đừng có lo, ta không ham mới nới cũ đâu. Bầu đủ đẹp này tặng cho Mi nha. Mi có bầu bạn sau này khỏi cô độc nữa. Chà, thú rượu nhiều quá vậy. Nếu mà còn uống rượu đi. Tụi tôi ở đây nè. Không ngờ gặp anh ở chỗ này nữa. Chỗ này tản lạc nhau khó tìm lại đường. Sư Quân đàn ngồi đi. Mấy người phải kiếm tôi về ăn cơm sao? Rất may là chạy tới đây. Hồi nãy có cơn mưa cho nên mấy con chim này từ trên rớt xuống. Thiệt là đỡ tụi mình quá. Đại sư Quân. Em bé lại tới lén xem tụi anh nè. Tụi anh không mặc áo đâu nha. Chỉ cần mặc áo thôi, còn mặc quần tôi cũng đã thấy rồi. Cô thích người ta sao? Giống như đứa con trai vậy. Trai sao chứ? Thì không biết có em là trai hay gái nữa đi. Nên chỉ là cô lại cái rồi đó. Nói thiệt gì, theo tôi làm gì? Em bé nói anh đi cứu cô gái mẹ mà. Tuổi này có nhớ cổ. Sư huynh đệ tụi mình hành động phải nhất trí đó. Rút khỏi giang hồ không? Rút khỏi giang hồ đâu phải đâm chém nhau nữa. Thì tự vệ cũng là đã ra tay rồi. Tự vệ không phải là ra tay vì anh không biết ý đồ của đối phương. Nếu làm đối phương bị thương thì sao? Không làm họ bị thương làm sao thoát? Vậy tức là rút khỏi giang hồ đó. Đúng vậy, đúng vậy đó. Được rồi, các đệ đều bị ép ra tay mà. Cùng nhau đi kiếm nhậm cô nương thì cũng tốt lắm. Nhưng phải thề là lần này là hành động cuối cùng nha. Được rồi, tôi xin thề. Hối hận thì cái đích sẽ bị ghẻ đó. Ước buộc. Trời quá. Cô ta quá trang rồi. Cô quá trang thật quá rồi. Nhận tay đi. Lâu lắm rồi tôi không ăn đồ của quê hương. Tôi rất nhớ nhà. Phải hệ phụ bố của chúng ta. Tôi để cô chiêu phi hậu tử. Ra đây. Ra lên. 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 Thống soi các ngươi là Thích Kế Quan, được coi như thiên tài quân sự. Rất tiếc lại không vừa lòng hôn quân của các ngươi, bị cho làm văn chức thì chết ở Tha Hương. Quả nhiên trong triều không có đại tướng dựa vào mấy con trầu chó của các ngươi dám đến cản trở đại quân Sa Ta. Coi mọi gia sơ người Hán quả là khí số đã tận. Bọn chó miêu các ngươi cả gan phục kích Triều Dương trước mặt thiên hậu ngửi triều hả? Người cả gan trước mặt người miêu dám chửi là chó. Hán Nguyễn, mi coi cái chiếu kỳ trên đầu ngươi coi. Rồi đây sẽ gắm trên đầu hôn quân của các ngươi. Các ngươi làm phản? Phải, chúng tôi làm phản. Kim Liêu, Miêu Tạng, Mông Hồi, sáu tộc. Người Hán tụi bây chuyên môn lợi người mèo dân tộc ít số để hiếp đáp từ sự đến nay. Có triều đại nào không do tạo phản mà là quốc độc? Người tưởng cấu kết với bọn phù tàng đang lưu lạc trung thổ thì có thể đối kháng triều đình sao hả? Chúng tôi đã cùng thần võ tướng quân Phù Tàng là Phong Thần Tú Sát đã ký kết minh ước tiêu diệt các ngươi rồi. Phong Thần Tú Sát? Bây giờ hắn đang đánh với Cao Ly, làm sao cứu các ngươi được? Chờ khi hắn quay về đây thì ta đã thống nhất thiên hạ. Đông phương bất bại, lúc nào cũng chờ hắn đến so tài lúc nào cũng được. Nổ súng! Tệ hơn là người mèo nữa. Có chí khí, ta phải bắt người nói người mèo là phản cô lý. Quan đường. Quan đường. Bắn không trúng. Không sao, chúng ta còn thiếu gì đã. Tạo phản cô lý. Vô chủ. Làm phản cô lý. Nhật Nguyện Thần Giáo muôn năm. Nhật Nguyện Thần Giáo muôn năm. Nhật Nguyện Thần Giáo muôn năm. Trời giao trọng trách cho ta, ban thành công cho ta, nhật suốt đông phương,
quy cả bất bại, phục bộ thiên quân. Dạ. À, Hồng Công Công. Hả? Dạ. Chúng ta là người sảng khoái, nếu như ngài giỡn chơi với tôi nữa, tôi chẳng tha tự giận đó. Lúc đầu họp Hồng Môn Đạt này có để đây vàng trong đó, rất tiếc đó là đút cái đầu của nó vào trong hộp đựng vàng đó. Nỗi số vàng này ta cho người, còn nỗi số vàng còn lại tặng thượng cấp của người. Người tìm biện pháp giải quyết với triều đình cho em chuyện nổ súng lần này. Sự thật ta đã mua chủ rất nhiều quan từ trên xuống dưới, trong triều bọn họ sẽ ngầm chút vui. Về chờ lệnh đi, nếu không nghe lời ta, Nhật Nguyệt Thần Giáo có nhiều cao thủ, ngươi coi chừng có đầu đi ngủ, không có đầu thức. Ngươi không còn gì lựa chọn, muốn tôi giận thì tôi vậy. Phi Nga nhảy vào lửa. Có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Gân mạch của ngươi đã bị ta khóa, nếu cự vậy sẽ bị tàn phế. Diên Phi, Nhật Nguyệt, chúng ta đã có hiệp nghị nhau rồi. Ngươi giúp ta giành Giang Sơn, ta giúp ngươi giành Phong Thần Tú Cát, để trở về Phù Tàng Phù Quốc. Ta tưởng ngươi trung thành, thì ra ngươi có âm mưu. Tôi biết ở trong Nguyên có cuốn bí cấp gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển ở trong tay của ngài. Tôi muốn có võ công ghi chép trong đó, lợi hại như thế nào thôi. Được, nhưng mà sau khi xem xong thì đừng hối hận. Được. Gia chủ, xin đừng nổi giận mà. Ai biết được ta đã để bí cấp trong áo của nàng. お兄さんはどこの人だ。お兄さんはどこの人だ。戦争行く前だ。戦争行く前だ。本当か。本当か。東京だ。東京だ。 Sư huynh, họ nói gì? Ta có biết, em hỏi nó đi. Kiếm được chuyên danh chưa? Sư huynh, tụi nó nói kilo kulu làm sao mà tìm được. Có cái gì không? Ê, anh thấy gì? Ê, mình bị người ta thấy. Về tính sao? Đi. Chỗ cái gì mà chỗ cái em ta? Ôi, mai có cái gì mà chỗ cái em ta? Nó chạy tụi mình kìa. Làm sao thoát đây? Chị rủ tới người dân dẻ, đánh màu, chút lẹ. Lại đánh nhau hả? Đi đi, nói gì nữa. Ý, sao nó không đi theo gì? Chắc mình đi lại quá, nó theo không có kịp. Tụi mình trở lại dù nó đi. Còn nói gì nữa, đi mau. Dạ. Nè, mình đi, bỏ lên, nhớ đi. Sư huynh lại sửa lưng tôi rồi, chờ tôi với, chờ tôi. Ở đi xin bà tôi khuyên này đó. Nè, kể là gì? Sẽ xuống như cái máy đó. Là đồng hương, phải ôm nhau chứ. Đi ôm đi. Ok ta, ok ta. Kiếm trận. Kiếm người hả?
Dẫn dữ sát sinh. Ở anh mà đâu? Thảo phái đồ cấp. Kiếm khí, liên chiến thế. Kiếm pháp võ tiệp. Mã Long đại thiên. Kiếm pháp gì đây? Đoạn kiếm thế. Đoạn kiếm thế. Đoạn kiếm thế. Đừng tay, đừng tay. Chúng ta đều dùng binh khí người Hán cả. Ông đâu phải là người Nhật chứ? Xin hỏi hồi nãy có phải các vị dùng kiếm pháp Hoa Sơn? Chú huynh, nhớ đừng có thiệt thà quá. Người này mặt mày xấu xa, nó bậy nó bạ với hắn, cho hắn nhức đầu cũng được nữa. Thương hại nhất thành tiêu. Thao thao lưỡng ngang triều. Tại sao biết về tiếng gọi giang hồ? Tôi là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo? Ông đến thăm dò tin tức của nhiệm danh doanh. Đang chỗ quý luôn tin mất tích để chạy mắt người ta. Thật ra còn đang ở khu người miêu. Tôi dẫn các người đi gặp cổ. Sư huynh, để phòng bị vỡ. Tôi có biết. Để kiếm ra rồi. Lên hồi xuống. Lên hồi xuống. Lâm Hùng Hoàng. Ê, hê, hê. Ê, cha, cô nặng thiệt nha. Mau đi gặp đường chủ đi. Anh chủ động đi tìm cổ cũng mới vui mừng chứ. Doanh Doanh. Lên hồ xuống. Ê, đây em. Chị Doanh Doanh à, không có gặp nhau một năm chứ tôi rất là nhớ chị. Chị Doanh Doanh à, chị đốm thì nhiều đó. Em bé, sao bây giờ nhiệt tình vậy? Ê, người miêu gặp nhau gặp nhau chứ ý. Ê, tôi đây. Ê, giống nhau thôi, giống nhau thôi. Em ép nữa. Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy người có ân quán gì với người Phù Tang? Tại sao mà còn lại trong nguy hiểm này vậy chứ? Sau khi cha của em bị mất tích, chú của em là Đông Phương Bất Bại tiếp tay làm thế giáo chủ. Ông cấu kết với người Phù Tang cướp giật súng ống của triều đình, cho nên triều đình truy nã giáo đồ của bản giáo. Nếu như cha của em bị Đông Phương Bất Bại bắt, em nghi là ông bị giam ở trong doanh trại của Phù Tang. Hoàng Bình thấy tụi tôi thì đã đuổi giết, thì ra họ tưởng tụi tôi là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho nên chú của em là Đông Phương Bất Bại, quả thật đang âm mưu độc quyền. Về tính mạng của cha em e rằng... Tạm thời thì không sao, trong giáo cha em có nhiều thân tín. Đông Phương Bất Bại quy hiếp thiên tử, chỉ huy chư hầu. Kế đó đã tiêu diệt từng nhóm, có nhiều hương chủ do đó mà bị mất tích và tự sát. Chúng mình nhất định phải tìm biện pháp để sớm nay tìm lại giáo chủ. Nếu không thì Đông Phương Bất Bại, sau khi diệt được các thế lực phản kháng, chắc chắn nó sẽ giết giáo chủ. Nói tới nói lui cũng là những việc tranh quyền đoạt lợi thôi. Có việc làm rồi, khai trương, khai trương. Đồ điên. Để đi dò tung tích của giáo chủ, tôi đã trà trộn vào doanh trại Phù Tang 3 tháng. Cơ hồ tôi đã đi tất cả rồi. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn không có thấy gì. Có lẽ là không ở trong doanh trại Phù Tang. Nhưng có một chỗ rất nhiều cao thủ canh gác, tôi không thể nào vô được. Sư huynh à, ông ta gửi cho chúng mình giúp đừng có mắc mưu. Em bé. Người giúp bên này thì mất lòng bên kia, tốt nhất đừng có giúp bên nào hết. Tụi mình đã thề rồi là không bao giờ nhúng tay vào giang hồ. Nhưng mà chúng ta đang còn ở trong giang hồ, khi về tới Ngưu Bố Sơn thì mới là rút lui. Vậy là không thể tránh được những việc thị phi này. Chuyện của bọn giáo không cần người ngoài nhúng tay vào. Năm trước các người hẹn với nhau tới giả điếm của chúng tôi để trùng phùng, bây giờ đã gặp nhau có thể đi được rồi, không cần phải tội nghiệp cho chúng tôi đâu. Đi.
Lâm Phong Quang, đuổi theo. Sư huynh đừng có quá nặng tình. Người đi trước đi. Tôi quyết định cùng Hứa Dương Thiên đi thăm dò tin tức nhằm tiền bối. Chúng ta đồng quá, cùng hành động dễ bị phát hiện lắm. Sư huynh à, cái đất còn chắc là có ghẻ rồi. Tụi mình đã thề đây là lần hành động số cùng mà. Các đệ thề thôi, tôi đâu có thề. Hả? Huynh gặp tôi tới. Sư huynh à, tôi đi dò thám thôi. Ngày mai nhất định đi ngu bối sơn mà. Nếu như tôi nói dối cái đất sẽ mọc ghẻ. Hứa Dương Thiên, đi. Đi. Đất còn có ghẻ rồi đó. Thu Hòa Đông Phương Bất Bại biết em, để anh cùng Hứa Dương Thiên đi dò thám. Như vậy thì dễ trà trộn hơn. Lên Hồ Xuân. Cái đàn cổ cầm này em để gã điểm. Anh mang cho em nè. Chờ anh về, anh đàn thiếu ngạo cho hồ cho em nghe. Em đợi anh. Giáo chủ, sau khi luyện xong quỳ qua bảo điển, tuy rằng là đàn ông nhưng da thịt càng lúc càng mịn màng hơn. Hả? À, giáo chủ, sao ngó tôi không giữ vậy? Sau này không cho nói vậy. Bọn chó hán hay mèo thiên người mèo ta. Sự hy sinh của ta cũng là vì sự nghiệp của người mèo. Tiền thiếp thật ngó không xa. Cứ tưởng rằng nửa năm rồi giáo chủ không động phòng với thiếp, chắc là đã chán ghét thiếp và đã quên mất thi thi của giáo chủ rồi chứ. Ta vì thiên hạ không sợ rơi đầu, không sợ đổ máu. Nhưng người thiên hạ có ai nhớ tới Đông Phương Bất Bại? Thật ra kẻ phụ tâm là người thiên hạ. Vậy cần gì đến những người phụ tâm này? Đã nói giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh trước yêu. Nè, ông đừng nghĩ là giáo chủ của ông bị giam trong này hả? Ở trong này có thể là con ma đầu Đông Phương Bất Bại đó. Trong ngoài đều có cao thủ, chúng ta phải chia nhau đi tìm. Đề nghị hay, như vậy sống chết theo số mạng nha. Kiếm trùng thuẫn, tam bàn lưỡng thắng. Sức chiêu. Kiếm. Chùy phá kiếm. Chùy. Thuẫn đỡ chùy. Tôi chú nội, ông chú ngoại. Người hắn các anh thật xảo quyệt. Đường này là anh chọn, ráng cẩn thận. Quả tiếp. Có huy cách, cho trong đi. Thank you.
Cô Nương. Là cô hả? Lên hồ xuống đi. Tôi là người đi tạm biệt hiệu cho cô đó. Cô nhớ hay không vậy? Hả? Không là cô giật mình chứ. Ừ? Sao nhiều chỉ vậy? Ừ. Càng kéo càng dài ha. Ý, đang làm gì vậy? Wow, cô trầm cô thiêu đẹp quá đi. Lòng phối phụng. Chắc là con phụng nữa. Kéo ra coi coi. Ừ. Ý, sai rồi. Xin lỗi nha. Tôi che lại cho. Ừ. Cô trầm bị rách đôi rồi. Vì là trầm phối trầm. Sao được chứ? Tôi còn phải đến kiếm cô đâu. Nhưng mà tôi muốn kiếm cô lâu rồi. Không ngờ gặp ở đây. Phối phụng của cô hả? Không phải có chồng rồi chứ? Có người tới. Chúng ta phải trả thù trên đầu một viên phi. Quỳ, có lẽ tôi bị đồng phương bất bại phát hiện rồi, cho nên sai người tới giết tôi. Không liên lụy cô đâu. Nhưng mà nói chuyện gì cười khổ quá. Hay là gì đi. Nhân lúc rối loạn, chúng ta ra ngoài uống rượu nha. Phải chia nhau đi tìm cái đầu kết. Nè, che mặt lại đi, đừng để người ta nhận ra. Nhân lúc bọn chúng chưa có đến, mau trốn vào đám người này cho ấm đi. Cô đừng có lo, tôi xem xét các nơi rồi, không ai đuổi theo cả. Chúng mình có thể ngồi đây để mà ngắm trăng. Nè, tôi mang theo bầu rượu của cô đó. Sao không chịu nói gì hết vậy? Chắc cô là người phù tang không biết tôi nói gì chứ gì. Vậy, như vậy cũng hay đó. Lời nói của con người cũng không tốt lắm đâu. Có người khẩu Phật tâm xà, nhiều khi chuyện thị phi thiên hạ xảy ra cũng vì vậy. Người thiên hạ. Ơi, cô biết tôi nói gì không? Ngã bối xuất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung bất thắng nhân sinh nhất trường túy. Đâu. Nhưng mà vậy cũng tốt. Như vậy giữa chúng ta vẫn không ăn quán gì cả. Nếu mọi người đều như vậy thì tôi đâu cần rút lui giang hồ. Tôi đối phó với nó. Vậy cô đừng giật thẳng đó. Cô Nương. Ý, đây là đâu vậy? Làm bằng thép à? Ừ.
Nguy. Ăn cơm đi. Cô nương à, cô mệt hả? Không được nói chuyện. Nói nữa sẽ không cho ăn cơm. Nhất quyết thần giáo, dân dân thánh võ đức, nhân nhóm giang hồ, dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế, đông phương giáo chủ, thiên thu dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế. Giáo chủ, tục ngữ nói không nên nuôi ông tay áo, tại sao không giết lên Hồi Xung? Để lại người này sau này hữu dụng. Ta đã biết làm sao rồi. Nếu theo ý kiến của tại hạ, nó tới đây cũng vì một người. Vì cô ta? Vì giáo chủ đó. Hả? Vì ta. Hắn tới đây là vì ta. Sao không chạy đi? Lấy miếng thịt này dụ mày nha. Tại hạ lệnh Hồ Xung. Người là ai? Nhậm Ngã Hành. Nhậm Tiền Bối. Nhậm Tiền Bối, tôi kiếm được Tiền Bối rồi. Trời làm ơn phù hộ cho con. Sao linh vậy? Dám chơi tao hả? Tao đốn chết mày. Mày, mày giết tao rồi mày nói làm sao đây, hả? Mày dám phá tao, thì mày phải chết. Nhậm Ngã Hành. Nhậm Tiền Bối, trời, sao khủng khiếp vậy? Tiền Bối, ông là Nhậm Tiền Bối. Cậu đừng có sợ, gian tặc Đông Phương nó khóa xương đòn của tôi rồi. Nó không có cho tôi dẫn công, chỉ cho tôi nước để mà khỏi chết thôi. Tôi cũng như là thây ma còn sống mà. Được rồi, ra ngoài nói. Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành. Ý, quen hả? Dễ giải quyết rồi. Vạn tật quỳ xuống. Đừng sợ, xương đoàn của hắn đã bị Đông Phương giáo chủ phá rồi, đã không còn công lực nữa. Chúng ta bắt hắn đi lãnh thưởng. Hãy
Trói hắn lại. Nhậm tiền bối. Lệnh Hồ Trung, nếu như người qua đây, ta sẽ giết chết ổng đó. Hấp tinh đại pháp. Chúng tôi bị Đông Phương bắt bại xuống đất thôi. Xin giáo chủ tha mạng. Được phản bội, không lập trường, không xứng kêu ta là giáo chủ. Nhân tiền bối, tha cho bọn họ đi mà. Ê, ta về tới. Sơ quên. Chờ. Nghìn đoạn giáo chủ. Chờ. Thần giáo Thiên Cổ Trường Lưu, giáo chủ Vạn An. Hướng tả sư mình, lập tức lên hắc mộc nhà, nói cho giáo đồ biết, ta đã trở về, sẽ công khai chân tướng thanh toán kẻ phản bội. Giáo chủ tuệ khi nói rõ chân tướng cũng không giải quyết được vấn đề. Công đạo tự tại nhân tâm. Cung đạo bất tại nhân tâm. Thị phi toàn kháo thật lực. Trong giáo có rất nhiều huynh đệ có quan điểm khác nhau, như Thượng Quan Dân 10 ngày không lên giáo đàn, đôi chân liền bị Đông Phương Bất Bại đánh gãy, bỏ ảnh ở Tư Hố Nhai canh mồi giữ mã. Bao đại sở phản đối hợp tác với Phù Tàng, ảnh bị ép nhận tội ở giáo đàn, uống thuốc độc tự sát. Đồng Bách Hùng đã mất tích hơn 20 ngày. Tôi nghĩ cái thi thể bị lang xoáy ở Cô Phong Sơn cấu xé là anh ta đó. Triệu Bất Hối bị du oan là phản đồ phản giáo. Ngũ Mã đã phân thây, tội trạng còn khắc ở trên bìa đá, bị giáo đồ chửi rủa. Còn Dương Liêu Đình một lòng trung thành với giáo chủ. Dương Liêu Đình, hãy mau nói đi, hắn bị hại thế nào? Hắn là phản tặc, là người đầu tiên đầu hàng Đông Phương Bất Bại. Hắn bây giờ làm trưởng quản hình pháp trong giáo nội, thường dò la hành tung chúng ta. Huynh đệ trong giáo nghe tên hắn thì như gặp quỷ vậy. Cái cặp đoạt mệnh Tỳ Bà Công là do hắn đích tay thiết kế, chuyên dùng để khóa tam hồn thất phách của giáo chủ. Giáo chủ, võ công của Đông Phương Bất Bại nhất nhập thiền lý, dựa theo thực lực chúng ta bây giờ khó mà sánh được. Tôi nghĩ không được nói nữa. Người sợ hắn à? Thưa cha, hướng tả sứ gì để dò la tin tức của bổn giáo? Đã nuốt lửa và phá tiếng, quỷ dung trà trộn vào dinh Phụ Tăng, ngày đêm làm việc, ông cẩn mật liên lạc chứ con lắm. Làm như vậy là để cứu cha thôi, thưa cha. Nhậm ngã hành của tôi, độc bộ giữa lầm, dù chết đi nữa, chứ có một người cũng không có chịu thua đâu. Đông Phương Bất Bại, sẽ có ngày ta cho người tứ chi bất hoàn, hai tay bị điếc, có miệng không lưỡi, có mắt không trồng, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta sẽ đích thân cho người thành thiên cổ phế nhân. Lệnh Hồ Xuân. Nhâm tiền bối, tiêu diệt bại hoại là thế thiên hành đạo, chúng ta nhất định đồng tâm hợp lực, xuất lãnh quần dân, tiêu diệt gian tặc Đông Phương cho võ lâm. Nếu mà cậu ân thuận, gian sơn của Nhậm ngã hành này sẽ chia phân nửa cho cậu. Nhâm tiền bối, sáng sớm ngày mai tôi cùng với các huynh đệ của tôi đến Ngũ Bối Sơn để mà quy ẩn giang hồ. Tôi nghĩ là chúng tôi không giúp ông được đâu. Quả nhiên công đạo bất tại nhân tâm. Nhưng máu của chúng tôi không có thể chảy vô ích được. Chờ. Cái đoạt mạng Tỳ Bà, câu này tôi nhất định trả lại cho gian tặc Đông Phương. Thank you.
ở bên ngoài có động, tất cả cẩn thận. Được được. Ta quét cặp mắt của ngươi. Ta quét trái tim của ngươi. Quét cái phổi của ngươi. Phổi kiếm được rồi. Ai lên xem đó, qua đây. Tới đây. Quỳ qua bảo điển. Trả lại cho ta. Ý, nhầm tiền bối. Người mình mà. Người mình, ta đã bị người mình phản bội. Lệnh hồ sơ cũng lỗi bởi do người. Người chuốc giả vào thân. Hiệp hội địa thủ, thắng bại chưa phân đâu. Chưa chắc ta thua mà. Ngày mai chúng tôi lên đường, chuyện giang hồ không dính líu nữa. Bí mật của người ta không tiết lộ đâu. Ta có thể thề. Sư huynh, chuyện gì? Chờ. Lĩnh hồ xuân nửa đêm muốn đến tìm ta là để xin cứu Nhậm Dân Doanh. Cậu ta quyết định ở lại rồi. Chúc mừng đường chủ. Sau này chúng ta là người một nhà. Coi bộ không được ổn đó. Tiền bối, đừng có nói chơi như vậy. Cô Dân Doanh không theo tôi đâu. Tôi cũng không gì cố mà dính vào chuyện giang hồ nữa. Chuyện đêm nay tôi không nói chạy biết đâu. Tiền bối yên tâm chứ. Rất may là nói chơi đó. Tiền bối, chính ông cũng biết là chúng tôi quy ẩn giang hồ mà. Ý? Cho dù võ nghệ cao tới đâu đối với tôi cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Nếu mà ông không tin thì ông phế võ công của tôi đi. Phế võ công? Nhằm ngã hành người dòng ăn bộ nghĩa. Tránh ra đừng có tới gần huynh. Ông ta biết hấp tinh đại pháp. Hả? Được, ta phế hết võ công của ngươi. Cha đừng tưởng con thương lệnh hồ tung. Thật ra con lợi dụng hắn để mà làm việc cho miêu tộc chúng ta thôi. Con là đường chủ của thần giáo. Nếu con thấy người ngoài, con ta chết trước mặt cha. Sư huynh. Em bé đừng có sợ như vậy. Hết chuyện rồi. Tôi nghĩ là mình đi ngủ nha. Hay là thu xếp hành lý, sau đó uống rượu ca hát chơi. Chờ đến sáng mai khởi hành, đi ngủ bớt sực. Ừ, tao cũng biết. Ban đêm khó lên đường. Lên hồ xung, hay là anh đi sớm một chút đi. Không được gặp anh, lòng ưu ái của anh cũng đã lạnh rồi. Tôi cùng các đệ tử qua sơn, chờ sáng mai bình yên rồi mới lên đường. Lúc nãy. Hồi nãy tôi biết. Tôi có lỗi với dân tộc Hán. Cảm ơn anh đã cứu cha tôi. Anh đi đi. Tôi biết rồi. Bảo trọng. Đường chủ. Đường chủ hả? Sao đường chủ không hỏi anh ta đi đâu chứ? Anh ta không trở về nữa, hãy đuổi theo. Để tôi gửi anh giúp đường chủ nha, để đường chủ sau này không có hối hận. Rượu đâu? Quên đem theo rồi. Ê, trong lúc này không có rượu làm sao được chứ. Được, mình đến tiệm của ta uống rượu. Vừa mới đi qua. Giáo chủ, tiện thiếp đã vẽ xong Đông Phương Sơn Hà Đồ để chúc mừng cho giáo chủ. 3 hôm nữa sẽ dẫn quân bắc thượng và chúc cho giáo chủ sớm đăng cơ. Ây da, mặt của giáo chủ. Cô đừng sợ. Sao giọng nói của giáo chủ lại biến thành như vậy? Có phải vì luyện quỳ qua bảo điển nên biến thành như vậy hay không? Dù cho ta có biến thành thế nào, ta cũng không quên thi lãi thiếp của ta. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh triết yêu.
Bây giờ cô nên thông cảm cho ta. Tại sao ta không thể lên giường với cô? Quỳ qua bảo điện đã lấy mất giáo chủ. Tôi phải đốt bỏ nó. Trả ta. Ta lấy bảo điển quan trọng hơn tính mạng của ta trao cho cô. Tại sao cô lại định đốt nó? Còn phải có người để đánh lén. Bảo điển. Thì ra cô cũng giống như thiên hạ, đều là kẻ phụ tâm. Giáo chủ, thiếp biết đã sai rồi. Thiếp chỉ diễn theo giáo chủ mà. Cô không vậy đâu. Cô đi đi. Thiên thiếp bây giờ lục thần du chủ, xin tình nguyện được chết. Xin giáo chủ đừng bỏ rơi thiếp. Ai đó? Lĩnh Hồ Xuân. Ý, cô biết nói tiếng của mình à? Tôi vốn như thấy sự đời phiền não, cho nên muốn tìm cô uống rượu làm tri kỷ giải sầu. Ê, nhưng mà không ngờ nơi này cũng... Ta cũng vì thấy khó hiểu lòng người, đang ở đây cạn thái thế sự. Nếu vậy đừng có nghĩ nhiều nữa. Hay là mai này chúng ta cùng rời khỏi nơi đây, để là chuyện thế sự này cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô quả thật chịu chết gì ta? Không cần chết. Cô thế ta ngủ với Lệnh Hồ Xuân một đêm. Nhân sinh khổ đoạn, khó được tổ phùng tri kỷ. Xin mời vào. Đừng có để cho hắn phát hiện cô thay thế ta nha. Ta làm cho hắn vĩnh viễn nhớ ta. Tôi đã vào rồi. Cô nương, cô ở đâu? Tôi đi nè. Rượu đâu? Lệnh Hồ Xuân. Cô nương, quen biết lâu rồi mà không biết cô tên gì. Thi Thi. Thi Thi. Ừ? Sao cô khóc vậy? Thế sự ngang trác, nhân sinh khổ đoạn, chúng ta đều là phù du. Chỉ có một đêm thôi, xin đừng hỏi nữa. Dạ quý, dạ quý. Dạ, dạ. Việc mừng trước mắt, bây giờ trong ngoài thần giáo đều là thần tính của ta. Giáo chủ, sao giọng nói của giáo chủ lại như vậy? Ta đã luyện xong thần công, một ngày trăm biến. Chúng ta với Bình Bất Phạt đã đến thời của thần châu. À, Đông Phương Bất Bại. Nếu còn để con cáo nhậm ngã hành ở trên đời, hắn còn đe dọa sự nghiệp của ta. Đêm nay ta bắt hắn và dư đảng bị tiêu diệt cho hết. Tuân lệnh. Xâm nhập huyết mạch, nguyệt đạo sẽ bị phong tỏa. Sao các người lại mặc sắc của kiếm của mình như vậy hả? Ê, khi trời sáng chúng tôi sẽ rời khỏi giang hồ rồi. Còn dùng kiếm này làm gì nữa hả? Nè, cầm mấy của tôi làm gì vậy? Bỏ cái nồi đi. Tôi đang sắc nè. Bảo điển.
Các người đừng uống quá nhiều rượu, coi chừng sáng mai không thể thức dậy lên đường đó. Hướng Dân Thiên, có phải ông có gì không tiện nói không? Không đâu, tôi chỉ muốn cùng với các người ca bản tiếu ngạo giang hồ đến trời sáng. Đi. Được, chúng ta tiếp tục ca. Hỏi Thiên Hạ Nùng, ai mới đúng là người tiếu ngạo giang hồ? Lâm Công Quảng, Lâm Công Quảng, cô không phải đuổi theo lệnh Hồ Xuân sao? Mau đi vô. Lâm Công Quảng, cô chạy trước đi. Phá phong tình. Chờ. Có sát khí. Sát khí. Lâm Phong Quang đang lắm đạn. Liên Hoàng Trân, Tự Mẫu Kiếm. Kiên Phong Trạm. Chạy đi đâu? Ủa? Em bé đâu rồi? Đi ra ngoài coi đi. Lẹ lên, lẹ lên. Kiếm tôi đâu rồi? Thầy ơi, bỏ chừng bóng tay. Cô dẫn Lâm Quang đi trước đi. Đông Phương bất bại, ta biết người sẽ tới mà. Nhậm Ngàn, không gặp nhau nửa năm, chắc người không chịu thua dưới tay ta đâu. Khi người phát hiện được ta lấy Quỳ Hoa Bảo Điển, sợ ta luyện thành thần công, từng bá võ lâm, cho nên muốn tiêu trừ ta. Ta bị bức bình hành hiểm trước, tiên pháp chế nhân, đoạt giáo quyền, lợi dụng thời cơ này thống nhất giang sơn, làm người Miêu rạng mặt nở mày. Đông Phương bất bại ta, danh thùy thành sử, ngươi cũng lập được một võ công đó. Giọng ngươi không phải là Đông Phương bất bại, ngươi là ai? Quỳ qua nơi chi đại pháp. Hay à, cây kiếm nóng bỏng. Mau quăng ra đi, lẹ lên. Vừa mới chính, được rồi. Lẹ lên đi, lấy động kiếm đó, coi chừng, coi chừng. Coi chừng nha. Huy, đang đối đường với kẻ thù, tay chân rối loạn, thật là không có nên thân. Tất cả đều rơm rác. Giờ đêm có nặng, có nhiều cao thủ tới. Lâm Phong Quang, cổ bị thương nặng, đỡ cô đi. Giáo chủ. Giáo chủ. Giáo chủ. Giáo chủ. Thi đi. Thi đi. Lệnh Hồ Xuân. Ảo thuật phụ tán. Tiền Phong Trạm. Tự Một Kiếm. Thập Tinh Đại Pháp. Hướng Dân Thiên. Anh chủ, Lâm Phụng Hoàng, ai đánh cổ vậy?
Nhậm tiền bối, Lục đại hữu đi có hỏi bên đó. Lãm nhân phương ta, người theo tay Đông Phương bất bại rồi. Không sai, giáo chủ là xong, không thể nào sai được. Đàn chủ, tôi tin là Đông Phương bất bại đã đến, nó ở đâu đây thôi. Chúng ta không nên liên lụy tới Hoa Sơn, xin đừng đi theo chúng tôi nữa, các người chạy đi. Ê, chúng ta cùng đi. Nợ máu của chúng tôi rất nhiều, không thể như các người nói đi là đi ngay. Lam Phùng Hoàng bị thương nặng, các người mau dẫn cậu rời khỏi nơi này, lập tức đi ngay đi. Tìm thuốc trị bệnh cho cổ, nếu chậm cũng không được đâu, mau lên. Đi mau đi. Lam Phùng Hoàng à, nếu như các người quay về đây thấy thi thể của chúng tôi thì nhất định phải trả thù cho chúng tôi nha. Đi đi, đi mau, đi đi. Vậy thì số mạng, chúng ta đi. Bảo trọng. Liên Hoàng Cảm, Hợp Tinh Đại Pháp. Liên Hoàng Cảm, Tiên Giang Thủ. Di hình quá lạnh, Thập Tinh Đại Pháp. Đạo thủ xuống. Nói mau, Đông Phương bất bại ở đâu? Thọ chết đừng hòng uy hiếp. Dân tật Đông Phương ra đây, giết, giết. Chờ, nguyên khí của cha đã tổn thương rồi, xin đừng có giết nữa. Giáo chủ, phải để dành sức lực, chờ 10 năm trả thù cũng chưa muộn. Vì đại nghiệp thiên thu của Nhật Nguyệt thần giáo, giáo chủ phải nhẫn nhục nhất thời, van xin giáo chủ. Nhẫn nhục, không có nhẫn được nữa. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên, lên, bỏ lên, lên. Nhậm Ngã Hành đâu? Ta đã tới rồi. Có phải nó đánh cô bị thương không? Tôi trả thù cho cô. Ê, hãy cầu cứu Lam Phụng Hoàng. Nếu gặp đại sư huynh đừng cho anh trở lại. Chạy mau đi em bé, lại nổi ra khỏi giang hồ. Đừng nói nữa, kiếm trận. Đã. Hả? Có phải là Đông Phương bất bại không? Đông Phương bất bại là đàn ông mới đúng. Em phá. Người đã trúng kế, Nhậm Ngã Hành chạy rồi. Sao dạ điểm có lửa sáng vậy? Nguy, không chịu Nhậm Ngã Hành đánh với bọn sư đệ của mình. Ta phải về coi thử. Thi Thi, trời sáng lại rước em. Tôi và sư huynh phải cùng nhà tiến thoái. Tôi đi không tới người bố sơn đâu. Nếu gặp lệnh hậu sung kêu anh đừng có chờ tôi. Tôi đã mở được huyệt đạo rồi. Mau độc đã chạy khắp mình của tôi, không thể nào cứu được nữa. Tôi sẽ liều chết để đánh với Đông Phương bất bại. Thank you.
Lam Phương Hoàng, Lam Phương Hoàng, Lam Phương Hoàng, ngồi dậy đi, chúng ta cùng ca tiếng hào giang hồ mà. Lam Phương Hoàng, tôi với cô còn phải tiếp tục lên đường. Tôi đi tìm y sư cứu cô, rồi đưa cô đi tới một... Sư đệ, các sư đệ đã rời khỏi giang hồ rồi, hãy yên giấc đi. Lĩnh Hồ Sơn, người không hiểu giang hồ chút nào. Kẻ thù của ngươi sợ ngươi trả thù, cho ngươi đi tới chân trời đất biển, tụi nó cũng không tha cho ngươi đâu. Đồng Phương bất bại. Đồng Phương bất bại đã rút ra 30.000 đại quân chuẩn bị làm lễ xuất phát. Coi bộ nó quá thật muốn làm hoàng đế. Chúng ta thẳng lên thác một nhai, có lẽ đi không trở về. Đồng Phương bất bại đã liệu được quyền qua bảo điện, võ nghệ của nó không biết đến cỡ nào nữa. Tri kỷ tri bị, người có muốn coi quỳ qua bảo điển là thứ tuyệt học gì hay không? Chịu cho tôi coi sao. Cầm đi, chúng ta cùng chung trận tuyến mà. Được. Lúc đó ta và Đông Phương bắt phải cùng lấy được bảo điển, ta biết nó sẽ có giả tâm muốn độc quyền lấy cung bí cấp này, cho nên ta lén lấy giấy in thêm một bản nữa. Dục luyện thần công cần phải tự thiến mình hay sao? Tự thiến à? Tiền bối, Đông Phương bất bại cả đời của nó rất là biết suy tính, nhìn trí thông minh, nó dây dò thân thể của ta, nhưng không ngờ nó lại không có tha cho bản thân của nó để luyện được quy qua bảo điện. Nó lại đã tự thiến, nó không phải là một người đàn ông nữa đâu. Vì quỳ qua bảo điển này mà sư phụ đã bán đứng chúng ta, cho nên ta cùng với các sư đệ nhất định rút lui khỏi giang hồ. Ra khỏi giang hồ? Lĩnh Hồ Sơn, nếu con cháu con người chịu không nổi vì việc luyện võ lại cầm kiếm xông pha ra giang hồ, người làm sao mà cản trở chúng nó? Con cháu tôi? Tôi không nghĩ tới con cháu. Giang hồ chỉ cần có người thì có ân quán, có ân quán thì có giang hồ. Người tức là giang hồ, làm sao mà ra được? Nhân nguyện thần giáo, giang thắng võ đức, thân nhóm giang hồ. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Đồng Phương giáo chủ tiếp thu dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Báo cáo giáo chủ, tả tập chẳng cái hình câu kết những người hẹn đánh tới hát một nhầy. Tam đại phân đàn đã bị phá nhiều nơi, họ sắp tới đây rồi. Chỉ loại ruồi muỗi thôi, cần gì hoảng hốt như vậy? Chúng đến đây rồi mà. Nhậm ngã hành tranh trừ phản đảng, theo ta thì sống, chúng ta thì chết. Đảng kiến thế. Độc cô cũng kiếm. Phá kiến thế. Chúng có cả cái mẹ. Bác sĩ này, nhìn đến, nhìn đến trưởng phụ thì không chịu xe ngại xúc à. À, nhìn đến chịu tông phong ngại gì kìa. Hàn cổ xây xây tòi tòi hay ngại ngồi đi miệng. Lì cá tuy ngâu kì hàn nhận cung sàng hát một ngại. Xung dụng hóa thì để quan trị sẵn cao về gì. Để tiến tới đất dù lịch dỗ lịch chung. Ngâu kì phục xong nhận, sát tới sàng chín cao thủ. Cậu hãy ôm đi chuyện thể liệt chủ liệt chung. Ha, đã có tài liệu nguyện thống sĩ Hàn Cẩu, cậu mà hỏi với mình lầu chính sĩ lắm. Một sự đó không, hỏi với mình chân dầm sẽ mũ tàu.
Thiên hạ phong quần tức ngộ tuổi, nhân dập con ngủ quận thủ pha dịp hàm. Bất sinh nhận nhận. Quỷ qua bảo điện, té ra là trò đùa thôi. Người có thể danh thùy cổ đó. Sư huynh, dù sao nó cũng là đàn ông, sao sư huynh lại đồng phạm với nó chứ? Em à, tất cả chuyện này hôm nay phải được kết liễu. Linh Hồ Xuân, tại sao ngươi can thiệp vào chuyện của thần giáo, lại còn giúp ngã hành đối phó với ta? Vì những sư đệ của ta bị chết, ta nhất định trả thù. Người kiếm ta trả thù? Ta giết sư đệ của người bao giờ? Chính mắt ta đã thấy đệ tử Hoàng Sơn có thù quán với người, bọn họ chết là tội nghiệp, nợ mà miên phải trả quả thật quá nhiều. Cẩn thận súng đó. Hợp sinh đại pháp. Tay sai của người đã chết hết rồi. Trả máu, trả máu. Em bé, trang chủ, thứ tại sư, cầu tam hồn thất phách của ngươi. Trả lại cho ngươi. Ta còn tưởng ngươi vì giang sơn mới luyện quỳ qua bảo điện, thì ra là vì đàn ông thôi, nó còn khí khái anh hùng. Ngươi ganh tị sao? Giang sơn nhờ người ta lấy được như trở bàn tay. Cả người trong thiên hạ ngươi cho sẽ nghe lời của ngươi sao? Chỉ nói lệnh Hồ Sùng nó đã có danh doanh và sư muội của nó rồi. Nếu chịu lấy ngươi, ngươi chỉ xếp hạng ba thôi. Lệnh Hồ Xuân, lòng người thật là khó hiểu. Nếu đã vậy chúng ta đừng có suy nghĩ nữa, chúng ta hãy cùng rời khỏi chỗ này đi. Linh Hồ Xuân, uổng công ta si tình người, thường nương tay cho người, sao người lại nỡ đâm ta? Sao không trả lời với người đẹp của anh đi? Kẻ thù trước mắt kìa, đừng cãi nhau nữa. Sư huynh, sư huynh thật không nỡ giết nó sao? Sao hồi nãy không giết chết nó? Ta không cần biết ngươi là ai, giữa chúng ta không còn tình nghĩa nữa, chỉ còn hận thù. Hận thù? Ngươi vì báo thù hay là vì hai cô gái này? Được, ngươi phụ lòng như vậy, để ta cho ngươi xem hai cô này chết trước mặt của ngươi. Quỳ qua đây đi đại pháp. Tôi sắp thập kìa. Lên lớp nhà mau đi. Chỗ này cũng không an toàn.
là Kim Thế. Tôi nhìn thấy được ai? Đừng kêu hồi nhất. Em bé. Lệ thêm một tên Đông Phương Bất Bại. Hãy gieo Đông Phương Bất Bại lên. Dạ. Xin Thánh giáo hãy tha mạng cho. Dương Liên Đình quỳ xuống. Nguyên Thừa Khôi quỳ xuống. Lý Tôn Bảo quỳ xuống. Từ Nhân Đình quỳ xuống. Bắt Dương Liên Đình về dư đảng của dân tộc Đông Phương xử trảm. Dạ. Đừng mà. Mọi phản bội ta đều phải bị giết hết. Hưởng tạ sứ. Chào Thánh giáo chủ. Trong danh sách còn ai không? Phạm Nguyên Hải, Trình Vọng Đệ, Liên Thành Chí, Lữ Kim Lăng, Lôi Hải Trơn, Trương Bằng, Lý Thuận, Cam Tử Đái, Văn Siêu Phong, Mai Đại Sở, Phong Chánh Đức, Dương Chánh Hùng, quỳ xuống. Lệnh Hồ Xuân. Dình dình. Lệnh Hồ Xuân à, anh hãy mau chạy đi. Tại sao? Trong danh sách có tên của các anh đó. Cha của em không tin người Hán đâu. Chúng tôi đã phục giáo, cha của em đang nắm quyền, sẽ không tha cho anh đâu. Em dẫn các người đi. Anh không tin em hả? Vậy anh tin ai đây? Linh Hồ Xuân, hãy mau đi theo em. Đi. Thiên trà lên bờ lại lên. Thuyền sắp đầu bớt rồi. Dạ. Linh Hồ Xuân, sao anh không lên Ngưu Bố Sơn? Cha em không tha cho anh đâu. Hoàng phủ cũng đang theo bắt các người. Nếu như muốn rời khỏi giang hồ, chỉ còn cách xuống thuyền để đi phụ tăng. Hả? Đi phụ tăng? Còn cô thì sao? Cây đàn này là của anh cho tôi. Về sau tôi sẽ đàn bản tiếng lạo giang hồ cho anh nghe. Trả lại cho anh nè. Mặt mũi người này ghê quá. Lệnh Hồ Xuân. Hướng tả sứ. Thánh giáo chủ có lệnh kêu ta bắt mi trở về. Nếu mi muốn đi thì để đầu mi lại đây. Để tôi. Chị cho anh nhanh. Tôi không sao. Liệu kiếm thế. Hứa Nhân Thiên, cố ý nhường tôi hả? Thắng phụ luận anh hùng, tôi thiệt tình chịu thua anh. Ra tay đi. Cái trò thắng bại trong giang hồ tôi không có chơi nữa đâu. Không ta cứ. Tôi không có bản lĩnh bắt anh về, nên tôi phải tự phế võ công chặt tay. Lệnh Hồ Xuân, tôi rất ngưỡng mộ anh có thể rời khỏi giang hồ. Mau chạy đi, bọn sát thủ khác khắp đến đó. Xuống thuyền mau đi. Chạy rồi, mau lên đi. Còn ông? Mặc kệ tôi, chạy mau đi. Duyên Duyên, cùng đi chúng tôi nha. Cô đã thả chúng tôi như vậy, cha cô không tha cho cô đâu. Tôi sống là người của thần giáo, tôi nhất định sinh tử tồn vong với thần giáo. Thuyền sắp rời bến rồi, anh buông tay ra đi.